Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát, lanh lợi và ăn ngủ tốt. Cái mình phải lên cấp một cách từ. Ban đầu là bé chỉ có nằm thôi, thì bắt đầu cơ nó sẽ không hoạt động nhiều, nó sẽ hơi bị yếu đi. Nhưng mà bắt đầu bé sẽ tập ngồi vững. Khi mà ngồi vững, cái cơ giúp cho cái sự ngồi bắt đầu nó hoạt động. Và cái cơ mà giúp cho sự ngồi thì tuần tự nó sẽ giúp cho cái việc mà đứng lên. Và nếu mà bắt đầu ngồi vững rồi thì chúng ta tập đến đứng vững. Mà khi mà đứng vững rồi nó sẽ tập chừng những cái điều đầu tiên mà sẽ vững. Mà tiên lượng của hai bé thì theo kinh nghiệm của bác sĩ Phi là hai bé sẽ đi được. Của riêng tôi, của 100 người trong ekip, của tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, của trí tuệ của hơn 100 người để mà cho tới ngày hôm nay thì cũng báo với anh chị là khung khổ đã hoàn tất và hai bé cũng hồi sức. Thì đây cũng chỉ là mới bước đầu. Các anh chị biết là trải qua một mổ dài như vậy thì vấn đề hồi sức cũng sẽ là tiếp tục và khó khăn và thử thách rất là lớn. Nó cảm thấy một cái thử thách cũng rất là lớn. Còn thử thách này không phải là chỉ ngày hôm nay, ngay cả từ khi mà bé chào đời và đến bệnh viện Nhi đồng thành phố thì cũng có các anh chị là cả một quá trình sơ sinh, bé cũng trải qua một cái thời kỳ sơ sinh đầy sóng gió. Bé Diệu Nhi thì cũng rất là yếu và cũng viện cũng phải tốn nhiều công sức để mà cứu bé. Và sau đó thì chúng tôi tiếp tục nuôi nấng hai bé cho tới ngày hôm nay và cũng trải qua rất là nhiều cuộc gọi là hội chẩn, rất là nhiều chuyên gia ở tại bệnh viện cũng như ở trong thành phố để mà đi đến quyết định phẫu thuật trong ngày hôm nay. Thì cũng rất là may mắn là bệnh viện cũng như thành phố thì chúng tôi cũng có một đội ngũ ekip cũng như trang thiết bị tương đối là nó hiện đại, do đó tất cả những cái chẩn đoán trước mổ về hình ảnh học thì nó cũng đúng như cái dự đoán đó, nó cũng đúng đó, nó được giống như là trong ngày hôm nay mình mổ. Thì và cái kế hoạch vạch ra thì nó cũng đi theo đúng theo tất cả những cái gì mà mình đã dự kiến. Chính vì vậy cho nên cái ca mổ nó cũng tương đối là nó suôn sẻ, mặc dù là nó trải qua một cái thời gian cũng khá dài với hai đứa trẻ nó còn nhỏ như vậy. Giờ đây, hai bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.